nàng công chúa và hạt đậu ngày xưa có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa nhưng công chúa phải cho ra công chúa phải toàn thiện toàn mỹ hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vợ công chúa thì chẳng thiếu gì nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Thế là một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà. Đến tối, trời nổi lên một cơn giông tố kinh khủng, mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ cửa lâu đài, lão dương thân chinh ra mở cửa Bên ngoài là một nàng công chúa Nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể Đầu tóc, quần áo nàng giỏng những nước Và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giày nàng Nàng tự giới thiệu là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ Mà hoàng tử đang chờ đợi Hoàng hậu nghĩ thầm Được, cứ để xem rồi hoàng hậu vào buồn ngủ thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới đệm giường sau đó đặt hai mươi cái đệm chồng lên trên cái đệm đã đặt trước đó chính là cái giường dành cho công chúa sáng ra người ta hỏi thăm đêm qua nàng ngủ có yên giấc không nàng đáp suốt đêm tôi không chợp mắt vì nằm phải vật gì rắn thầm tím cả mình mẩy hoàng hậu bèn phán công chúa ra công chúa thật đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ nằm trên hai mươi làng đệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm đến giờ vẫn vào xem được vì chưa có ai lấy đi cả chuyện tôi kể đến đây là hết và tôi xin cam đoan với các bạn là chuyện có thật đấy